Chào chú Minh. Đây, hôm nay tới gửi chú số tiền là 2.300.000 của gia đình chị Kim. Gia đình chị Kim ở Maryland ở Mỹ có gửi chú số tiền là 100 đô. Thì đây nhờ chị Thảo chỉ đổi ra số tiền đây là 2.300.000. Cảm ơn gia đình của chị Kim. Dương Tấn Dương nói lại chào lại lại gần chúng mình. Dạ. Nói chúng mình cảm ơn gia đình của chị Kim gì đó. Dạ dạ. Dương xin chào quý vị và các bạn, chúc quý vị và các bạn một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Bây giờ Tuấn Dương đang có mặt ở trên đây đang là góc Nhật Tảo và Nguyễn Duy Dương. Nay thì Tuấn Dương sẽ đi dạo chợ để quay cái hình ảnh người dân buôn bán ở khu chợ Nhật Tảo này gửi đến quý vị và các bạn. Chết ưng quá. Bán cá. Đây cái là chết. Rau cần nè. Cá. Anh đẹp trai bán cá cho hot girl không á? Mấy chị này chọn anh đẹp trai mới ra mua cá. Chào cô. Và không đi Kiên Giang, Hà Tiên. Châu Đốc. Đúng rồi, quê cô ở đấy à? Không có đâu, chỉ có tivi với nghe cái tiếng nói á. À, dạ, tiếng dạ. Nói là nghe. Đi xây cầu. Đi vào mấy hàng bán cá, bán mắm gì kia nè, phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Đậu hũ đợt này bán tốt không? Sao con gái cô không bán trước? Cô bảo cô nghỉ, con gái cô bán mà. Nhưng mà bây giờ chưa có da được. À, vậy phải huấn luyện cho nó cứng cứng tay nghề da chứ. Chứ dạ. Dầu cũ mà. Dạ. Nó da mà cái đập hỏng chết luôn. Cái nhỏ nhỏ đấy để làm gì có? Bún riêu. Nhỏ đấy bún riêu. Ừ. À. Con bìa này là nhiêu tiền một bìa này cô? Chỉ có 5.000 đồng thôi. 5.000, còn cái chưa chiên? Chưa chiên, chứ chiên rồi thì cũng một giá. À, cùng một giá chiên dùm thôi. Ừ, chứ chẳng lẽ bán nhiêu. Dạ dạ. Rồi, cô dễ thương quá, chiên dùm mà không lấy tiền. Nhờ số nhiều. Dạ dạ. Mình bán mình nhờ số nhiều. Dạ. Cái mỗi cái mỗi lấy tiền chứ khác người ta không có thích. Người ta ngán đúng không? Đúng không? Dạ dạ. Rồi thôi chào cô nhé, con đi qua đây xíu được. Ồ đậu chiên nhìn vàng quá. Này làm bún đậu mắm tôm cũng được ngon quá. Rồi ta đi nhé. Cười tươi đấy chị.
Chị cười tươi đấy. Này bán hàng đắt không chị? Chào hoa hậu bán mít này. Đấy, hàng ngon này mà. Sao vậy cô? Nóng quá đúng không? Đợt này nóng quá, người ta đâu có ăn đâu. Chắc ít bữa nữa nó mát thì người ta mua nhiều cô. Vâng. Mưa này là nó sẽ mưa sẽ bán được cô ạ. Quay mưa giờ hả? Dạ dạ. Ê, lúc lại có người đi lại hỏi cô Thảo rồi quá trời, hôm qua có cái anh nói với cái chị nó giống như Kiều ấy. Dạ. Chắc đi hỏi thì cho người ta tiền ha. Dạ. Có vậy hoài cũng tốt. Toàn hàng ngon lắm. Mít này mít gì đấy cô? Ô con thấy có một loại mít thì còn không có hột đấy. Có loại đó nữa. Ở dưới Cần Thơ á. Bán ừ, đâu? Cần Thơ, đúng rồi, bán như 100.000 một ký cơ. Ở chỗ chế thành rau á. Không có hột gì để ra gì. Đúng rồi, đúng rồi. Mà như sơ cũng gần như ít lắm. Sơ gần như ăn được luôn đấy. Ăn hết, ăn hết, con chỉ cần bỏ cái vỏ ra thôi. Cái này cô bán ký là nhiêu tiền? Một ký 40.000. Móc ra rồi. Bóc ra rồi, 80.000. Rồi thôi, chào cô ra con đi đi ạ. Dạ, dạ, dạ. Mốt ngàn một ký á chị? À trái đó 2 ký. 2 ký là nhiêu tiền chị? 2 ký 200. 100.000 một ký. Đây sầu riêng à. Đông thả đét béo hồi. À. Mua ăn trái đi. Thôi. Để giới thiệu cho chị ạ. Rồi chúng ta đi nhé. Long Thành đi qua đây. Đây, chào chú Minh. Đây, hôm nay tới gửi chú số tiền là 2.300.000 của gia đình chị Kim. Gia đình chị Kim ở Maryland ở Mỹ có gửi chú số tiền là 100 đô. Thì đây nhờ chị Thảo chỉ đổi ra số tiền đây là 2.300.000. Cảm ơn gia đình của chị Kim. Vô Tấn Dương nói lại sao lại lại giờ chúng mình. Dạ. Nói chúng mình cảm ơn gia đình của chị Kim gì á. Dạ dạ. Vâng đây cho chú đếm giùm con đi. $2.3 triệu. Bao nhiêu? 2 triệu. 2.300.000. À. Thế chú Minh định dùng số tiền này vào việc gì? Chú Minh về chú Minh lấy xe lại. Xe của chú bị sao? Bị hở bạc á, Dương. À. Nó ra khói á. Hở bạc ra khói sửa xe á. À. Để đi sợ nó nằm đường á. Dạ dạ. Mình sợ nằm đường bất tử rồi không có đẩy được. Dạ. Như Dương mà Dương còn đẩy được. Dạ. Cao đẩy. Vâng. Nó hở bạc, nó hở bạc nó ra khói. Dạ. Giờ này còn bán vé số hay chỉ bán nhang thôi chú? Còn vé số. Thế ngày chú bán giờ bán được nhiêu tờ? 70. 70 tờ thế ạ? À. Còn, khách nhang theo là lấy 70.
Dạ. Còn hổm á, ở đây có đại lý nè, chúng mình bán 70 hết rồi, chúng mình lấy thêm. Dạ. Lấy gặp, ở đây cái loại lấy dần. Dạ. Nhờ chị Mai nè lấy dần. Dạ. Cái bán này chừng nào mới về? Phải trưa 1, 2 giờ, 12 giờ mấy, 1 giờ chúng mình về. Dạ. Về thế giới cũng phải 3 giờ. Dạ. Là chú về dưới đâu? Về tới Hòa Thanh luôn. Sao hình như có ai bảo chú trọ ở bên Thủ Đức phải không? Không có, nhưng mà có vợ qua đó. Bên Hòa Công, về Hòa Công luôn à. Vâng. Đợt này chú khỏe không? Có nó cũng lúc này lúc khác rồi Dương ơi. Vâng. Muốn nó mệt mệt muốn khỏe khỏe à. Vâng. Bị cái tim á. Vâng. Mệt mệt. Chúng mình đi là cái này làm như cái này làm như muốn qua chuyển cái gì á. Rồi chúng mình làm vô trong bệnh viện rồi chúng mình này nữa nè. Vâng. Cái này để thở á. Vâng. Thịt á, thịt thở á Dương. Vâng. Là cái này nè Dương. À, sao thay vì ngồi ngồi dưới này sao chú ngồi ở xe xong rồi bán ở ngoài lề đường ấy, bán ở ngoài đường ấy vào xe bự đó vẫn năm gọi cho mình gửi rồi bảy mốt mình nhờ ta làm lại nhỏ chút xíu. Không, tức là không phải cứ ngồi cái xe đấy, ngồi ở ngã ba ngã tư bán xe của chúng mình á hả? Vâng. Ngồi ngã ba ổn ngồi rồi bị lại bị đường á, đường nó quẹo qua quẹo quẹo mình ngồi ngã thì mình lại đi chỗ khác. À, thì đó đi chỗ khác thì đó. Mình ngồi đó rồi chào người đẹp chứ đi như này cháu cực chi ngồi chỗ bán ít thôi. Chợ nhà có cô bán ở đây mà đi tới đi lui á nhiều đông hơn. Chợ đông hơn á. Nghĩa là ngồi trên xe thôi, ví dụ thay vì bán 70 tờ vé số thì bán 30-40 tờ thôi thì mình nghỉ có sức. Nếu mình đi tới đi lui thế rồi nó mệt rồi bán nhiều nhưng mà ăn cũng vậy à. Thế cái xe mà lăn lăn thế chú có xài được không? À, xài nó bị bự quá, có lái á. Chú có đóng lại không? À, để cho mình nhờ người ta đóng lại, cũng có người lãnh đóng lại dùng cho mình á. Đóng lại nhỏ cho nó gọn á. À. Thôi chào chú nhá, hai con đi về đây. Chào anh Dương. Dạ dạ dạ, chúc chú khỏe nha. Anh Dương cũng vậy nha. Vâng vâng. Rồi cho mình chào lời, cho mình gửi lời cảm ơn chị gia đình chị Kim nha Dương. Vâng vâng. Rồi thì Tuấn Dương cũng cảm ơn gia đình chị Kim ở Maryland đã gửi cái số tiền này để cho Tuấn Dương trao đến cho chú Minh. Thì ngoài ra còn có chú Châu và dì Lan nữa thì Tuấn Dương sẽ gặp rồi sẽ trao ở những cái video clip kế tiếp ạ. À. Chú Minh đi về rồi các bạn. Giờ chú đi bằng một tay một chân bò về. Giờ chú mệt thì chú ngồi chú nghỉ á. Quét đi, chữ quét đi. Thank you.
đó, chú đi về đó. Đó, cứ đi một đoạn thì chú mệt chú lại nghỉ á. Em hết tiền mẹ, mẹ không có 100 rồi. Mẹ đi mang theo 200 bây giờ hết mẹ. Vừa biếu chú 2 triệu 3 rồi. Vừa có một cô vừa biếu chú 2 triệu 3. Mới đây hả? Dạ. Em vừa gửi. Em gửi bao nhiêu? Vừa gửi chú 2 triệu 3. Em gửi hả? Có một cô bên Mỹ, cô nhờ em gửi. Bồ Tát. Bồ gì đâu chị. Cảm ơn em. Bình thường thôi chị. Giúp quá. Chú nhiều lần rồi mà. Quý quá, thương lắm. Chị rất là quý với em. Tôn trọng. Quay này để cho các cô chú bên kia biết là mình đã trao quà rồi. Với này có ai giúp đỡ chú thêm thì gửi chú. Không? Dạ dạ. Thương quá. Nghĩa cử cao đẹp đấy. Cái tôi nói bà nghe cái tiền nhưng mà đôi lúc không quan trọng bằng cái công luôn nhé. Công là rất là quý. Có dạ. Ông cụ mà bán chuối đạp xe đạp á ở Long An ấy. Dạ. Ông cụ đó đấy một bán cái chuối lời ít xịt là như mua 9.000 ba 7.000 bán 8.000 dạ, ký. Cụ đang chuyển được. Phải đạp xe đạp luôn bây giờ. 93 tuổi bây giờ. Hình như cũng tát mấy. Chị đẹp gái dạo này buôn bán sao rồi? Nay bán hết vậy đó anh vô. Ôi bán hết mừng quá. Mừng quá. Nhìn thấy cười tươi rói rói à. Anh đẹp trai không sang ôm chị cái à? Anh thấy phải sang chúc mừng đồng nghiệp. À đồng nghiệp cho sang chúc mừng đồng nghiệp được không? Chứ ôm mà vợ xuống mất chết. Vợ trên kia hả? Vợ ở đâu? Thường đang ăn kìa. Đang ăn kìa bà Thường đang ăn. Chị bảo sao anh không sang ôm hôn chúc mừng à? Ở chỗ này phải không? Ừ. Ôm hôn đi. Gì vậy? Chưa gì mà lo bà cái tụi. Không nhưng mà em thấy anh này anh đẹp trai lắm này. Lên tới quý quá anh. Rồi. Rồi thôi chào anh chị nhá. Hy vọng ngày nào chị cũng bán đắt hàng này. Rồi thôi em đi về đi ạ. Xong rồi đó hay. Dạ xong rồi chị.